Giang Trần Quách Tân từng được xem là cú hiếm của làn bóng đá Đà Nẵng. Anh được biết đến như là một trong những cầu thủ chạy cánh xuất sắc với kỹ thuật, tốc độ và sự tinh quái. Quách Tân không chỉ là sự lựa chọn số 1 ở vị trí tiền vệ biên của đội bóng bên bờ sông Hàn, mà còn lọt vào mắt xanh của huấn luyện viên Miura để trở thành một nhân tố chủ lực trong chiến dịch Asian Games 2014 tại Incheon, Hàn Quốc. Đáng tiếc, chấn thương sụn chềm khá nặng, phải nghỉ thi đấu gần 9 tháng khiến sự nghiệp của Quách Tân thay đổi chóng mặt. Sau khi trở lại, cầu thủ sinh năm 1992 đã nằm ngoài kế hoạch của ban huấn luyện SHB Đà Nẵng. Anh quyết định theo chân đồng đội Nguyên Sa chuyển tới Than Quảng Ninh theo lời mời gọi từ người thầy cũ Phan Thanh Hùng. Thời gian đầu ở Quảng Ninh cũng không hề dễ dàng với tiền vệ quê Đà Nẵng. Những chấn thương dai dẳng đã khiến cho thể lực và phong độ của Quách Tân không thực sự đảm bảo. Mùa giải 2019, người hâm mộ đất mỏ được chứng kiến cầu thủ mang áo số 27 đầy ngẫu hứng, đam mê và nhiệt huyết bên hành lang cánh. Anh có tới 24 trận đấu, được huấn luyện viên Phan Thanh Hùng tung vào sân, ghi được 2 bàn thắng và có những đóng góp không hề nhỏ vào vị trí thứ 3 chung cuộc của Than Quảng Ninh ở V-League. Mùa giải 2020, tiền vệ sinh năm 1992 đã ra sân ở tất cả các trận đấu tại V-League cũng như AFC Cup và có cho mình 2 pha kiến tạo tại đấu trường châu Á. Đặc biệt, tình huống lập công ở những giây cuối cùng của trận đấu tại vòng 8 V-League 2020 ấn định chiến thắng kịch tính trước Dương Nam Hà Nam Định có lẽ sẽ được liệt kê trong danh sách những bàn thắng đẹp nhất ở mùa giải năm nay. Trận hôm nay thì đội mình giành chiến thắng là xứng đáng, tại vì đội mình kiểm soát hoàn toàn lối chơi của trận. Những phút cuối trận thì mình chỉ suy nghĩ là mình làm thế nào để dẫn bóng thật sâu vào trong vòng cấm để tạo ra nguy hiểm, tại vì đội bạn phòng ngự co cụm và tình huống của mình có khoảng trống thì buộc nên mình suy nghĩ là mình sút là có bàn thắng. Và tháng này thì mình sẽ dành tặng cho Hải Huy nói riêng và toàn thể tập thể đội và lại người hâm mộ nói chung. Mình cũng muốn giành chiến thắng động lực cho Hải Huy anh trở lại nhanh với đội bóng. Anh cũng là một người quan trọng đó. Hiện tại, Than Quảng Ninh đang trong quãng nghỉ sau khi V-League phải tạm hoãn vì dịch Covid-19. Đó sẽ là thời gian cần thiết để ban huấn luyện cũng như các cầu thủ trau dồi, hoàn thiện kỹ chiến thuật. Đến khi các giải đấu chuyên nghiệp trở lại, Quách Tân sẽ là lựa chọn tối ưu bên hành lang cánh của đội bóng đất mỏ. Hy vọng rằng tiền vệ người Đà Nẵng sẽ có phong độ, thể lực tốt để cùng đội bóng đất mỏ chinh chiến trong các giải đấu sắp tới.